cắt cá lóc nè mọi người. Dạ, anh chào cô. Cô ơi, cô tên gì ạ cô? Năm cô Màu. Dạ, cô Màu. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ơi? 54 tuổi. Dạ. Mình cái gian hàng cá lóc của mình mở từ lúc mấy giờ cô? 8 giờ. 8 giờ sáng hả cô hả? Rồi tới khi nào mình nghỉ à? Lâu hết dẹp. Đi nào hết dẹp. Cái thường mà giờ mình dẹp là mấy giờ? Trễ lắm, 7 giờ ngon. Dạ. Hấp dẫn à. Một phần vậy là bao nhiêu tiền cho con hỏi à? 55 ngàn. Dạ, là kèm với lại bánh mì hả cô ha? Mình không có 3 ngàn gì. Mình không có mì gói hả cô hả? Không. Dạ, mình chỉ bán cá lấu thôi. Cô bán ở đây được bao lâu rồi cô nào? 18 năm rồi. 18 năm rồi hả cô? Ngồi đây bán phèo 18 năm. Dạ. Còn bán hủ qua cà ớt hai mấy năm, 26 năm. Hủ qua cà ớt này mình bán dơ rồi hả cô hả? Bán vớt rồi. Sáng rồi. Còn ở dưới đây à? Hồi nãy giờ mưa lớn quá à. Có bị tạt nhiều không cô? Không khỏe ha. 18 năm hả cô hả? 18 năm. Dạ, nhà mình gần đây không cô? Nhà cô Mèo gần đây không ạ? Ở bên Đồng Nai. À, bên Cát Thái. Ở xa vậy? Lúc mình nói là mình lên đây mình dọn hàng ở đây lúc mấy giờ để mà kịp bán cô? 8 giờ. À. Rồi con thấy cũng xa mà cực quá cô ha. Ừ. Không ai bưng ơi. Này cô bưng. Nè bây giờ mình quay cái nồi phá lấu cho mọi người coi nè. Đây nè. Còn cái này là nồi khổ qua cà ớt mà cô Màu bán bớt đi rồi mọi người. Cô nói giờ là hết trễ á, chứ không mọi thường là bán hết sớm á. Cái nước là nước tắt hả cô Màu hả? Tắt không? Dạ. Gánh phá lấu này là bán được 18 năm rồi á. Mà nó còn sôi nè, mọi người thấy hấp dẫn lắm. Cô Màu bán từ khung giờ là 8 giờ sáng bắt đầu bán á. Bây giờ cũng còn hơi bị nhiều. Cô nói là do trời mưa nên cô bán hơi bị chậm. Nhìn cái miếng phèo hấp dẫn quá trời đúng không? Còn mỡ trong sạch trắng tươi rồi mọi người thấy không? Đây làm đồ sạch khỏe quá. Dạ. Cô ăn nè. Cháu. Cái gì mềm. Mềm. Chắc liên tai luôn mọi người thấy không? Cô Màu nãy con hỏi hôm nay cô Màu nhiêu tuổi quên mất tiêu rồi ta. 54 tuổi. 54 tuổi hả cô ha. Rồi. Cô Màu gánh ở đây được 18 năm để bán phá lấu rồi mấy bạn. Mình ninh cái này nấu lâu không cô? Cái này mấy tiếng nấu mới chín ta. Này nấu đi nấu lại chắc cũng hơi bị nhiều. Hơi bị nhiều. Chứ không biết được mấy tiếng cô. Nấu đi bán là 1 tiếng mấy rồi. Dạ. Cô có lấy mày không con? Con bỏ bịch cho cô ha. Ừ. Ủa, ăn 30 uống. À là phần 30 ngàn rồi nó sẽ khác luôn ha. Phần bình thường là 25 ngàn. Còn phần đặc biệt là 30. Dạ. Con thấy có mấy chỗ người ta bán mì gói nữa. Sao cô Màu không bán ha? Cực lắm. Bán cái này rồi. Bán mì gói nữa. Bán mì gói nữa. Dạ. À, giờ khách vô hơi đông rồi nè, cũng vui vòng vòng. Họ bánh mì nhìn cũng ngon nữa. Đậu que à? Có lấy mấy này không? Không. Em mấy thứ rồi không phải không? Cho nhiều nước. Một phần khổ qua này là bao nhiêu cô? 20 hả cô hả? Thì giờ nó rẻ hơn. Rẻ hàng miếng. À, ớt quy ra. Ớt tính miếng rồi sao? Dạ, à, cái này tính miếng. Mà giờ hết ớt rồi hả cô hả? Hết ớt rồi, hết gì. Giờ này là giá ớt rồi. Dạ, giờ này cũng trễ rồi hả cô hả? Mỗi bữa 12 giờ hết hả cô hả? Vô chừng anh xui.
Bữa nay trời mưa hả cô ha? Nên hơi chậm xíu. Cái này là đồng giá 2.000 đồng một miếng. Còn ớt là nhiêu cô? Ớt là 15.000 trái thôi cô ạ? 5.000, à con nhầm. Ớt là 5.000 trái thôi, còn tất cả còn lại là 2.000 miếng nè mọi người. Cái này là khổ qua cái ớt tự tay cô Màu làm. Trời đang mưa nè mọi người thấy không? Mình vừa tới cái chỗ này là bắt đầu trời mưa luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn luôn một cái phần phá lấu của cô Màu nấu ha. Là phần này có 25.000 thôi. Mình review cho các bạn, sẵn mình chia sẻ địa chỉ ở đây luôn. Cô, cái địa chỉ á, giờ cô cho xin đi, ví dụ mà khách biết á, khách ghé khách ăn của cô. Nguyễn Hữu Hà. Nguyễn Hữu Hà. Ngay Nguyễn 318. Là lấy địa chỉ này đó không? 32A cô ha. R32A. Bây giờ cô đối diện R32A. Đây nè mọi người, mình zoom cái địa chỉ cho mọi người biết cái gánh, cái địa điểm, cái gian hàng bán phá lấu của cô, phá lấu bò của cô Màu nè. R32A, cư xá Vĩnh Hội, bến Dân Đồn, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đối diện nha mọi người, đối diện. Mọi người cứ nhìn qua đi là đối diện là sẽ thấy được cái gian hàng bán phá lấu của cô Màu ở đây. Địa chỉ là R32A. Nay trời mưa nên bán hơi chậm chứ thường ngày cô bán hết sớm. 8 giờ mà bán tới 12 giờ hết hả cô hả? Không. Nói hủ qua thì còn cái này thì hết hết trễ hơn. Dạ cái này hết trễ hơn cô ha. Sớm lắm hết. Hôm nay bà bán thường thường tới 7 mấy mới dẹp. 7 giờ chiều. Nói chung là hết sớm, dịch sớm. Dạ. Có bán ký lô. Có bán ký lô hả cô? Là lộn xộn luôn hả cô hả? Ai muốn lấy gì cũng được. Người ta muốn thích ăn người ta ăn. Ví dụ phèo cũng đồng giá là 350 ký luôn. Là cô làm sẵn cho người ta ăn, cô nấu sẵn nước với nước luôn, nước chấm luôn. À. Rồi ví dụ mà khách hàng họ muốn đặt trước á, mình liên hệ qua đâu cô? Cô có số điện thoại không cô Màu? Chứ giờ à vậy thôi mình ghé vô đây mình đặt trước ha cô ha. Mình ghé vô cái địa chỉ A32A, cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 8. Quận 8 nha. Mấy ký qua gầm này cho lấy. Dạ, à có người đặt mấy ký qua gầm đấy hả cô hả? Mà cái nào cũng được, lộn xộn cũng 350 mà đồng giá. Ai muốn thích ăn thì bán ăn. Dạ, trời. Cái này dễ lắm, không có dễ lắm cô ha. Làm cực quá mà sao cô thấy cô bán giá cũng mềm quá cô. Mà bán dễ ăn. Dạ. Rồi. Nó sống mạnh quá sao ăn. Rồi ít hơn người ta. Một ngày mình bán như vậy là bao nhiêu ký phá lấu cô làm ra cô? 20 ký. 20 ký là làm xong. Còn ban đầu mà chưa thành phẩm là bao nhiêu ký ta? Cả 30 ký. À nó hao nhót nhiều cô ha. Cô muốn phá lấu liên tục mang về nè. Nhiều à? Còn nhiêu nào giờ? Mấy miếng nữa mà. Mấy miếng trong 15 phải không? Miếng nào cũng được hả? Hay sao? Hai miếng thì mỗi lấy nhiều. Rồi, miếng thôi. Một ngày là làm 20 ký. Ủa cái nồi này đựng được 20 ký luôn hả cô Màu hả? Không, còn đem theo. À dạ. Còn nhiêu hết nữa. Còn nhiêu đây nó hết rồi hả cô ha? Rồi con hy vọng nay cũng bán hết sớm. Cô dở cho mấy bạn coi nè. Cái này là thăng long. À thịt nạc hả? Mấy bạn mà thích ăn cái gì thì nói cô Màu sẽ lấy theo cái đó. Chứ không phải là lúc nào cũng cô cũng lấy theo ý của cô đâu. Mấy việc ăn tèo nè, ăn thịt nạc, thăng long hay là lá mía gì đó thì cứ thể theo yêu cầu mà cô Màu sẽ lấy cho mọi người. Đồng giá là 25.000 đồng một phần. Đây được sớm á, cái hồi ở đây được. Dạ. Ai cái đám hồi. Cắt liên tục luôn. Cái này cũng là phèo luôn hả cô hả? Cái này à, thịt bò kho. À, dạ. Làm cái này mà mua về rồi nhót 10 ký rồi bán lại lợi ích nữa. Đâu mà ăn người ta đâu đúng không? Con thấy cũng cực quá trời. Đây bán giá mềm. Giá mềm thiệt mà. Ví dụ mà dòng mà mua 1 ký 350 luôn rồi cũng đâu có nhiêu đâu ta. Đâu đâu đó họ bán nhỏ là còn nhỏ xíu thôi. Dạ. Bán còn chưa còn đi học đó. Bán nhỏ còn chưa còn đi học luôn hả? Chị ăn đây được mười mấy năm theo cô Màu luôn rồi hả? Đúng hả? Chị ăn chị thấy sao chị? Chị ăn 2 cái luôn hả? Hay chị thích ăn cái nào hơn cái nào? Cái nào không ăn hả? Dạ, chị thích lạng thôi hả? Chị thấy phá lấu sao chị? Cũng được đấy. Tùy theo, giống như chị nó ngon mấy em nó được mà sao. Dạ đúng nó rồi. Chị thì chị ăn cũng mua được, ok. Dạ ok.
Cái giá khởi điểm mà hồi xưa chị ăn á, phá lấu này cô Mèo bán nhiêu tiền chị nhớ không? Không nhớ đâu. Không nhớ đâu hả? Trời đó nhỏ mà biết gì. Chị còn kẻ quá hoài, giờ cứ nhỏ nhỏ hoài. Cô Mèo tự bưng tự phục vụ luôn mấy bạn. Ở phía trong thì sẽ có mấy cái bàn nhỏ nhỏ kê mấy cái ghế con cho mọi người ngồi ăn. Còn ở đây là cái gian hàng của cô Mèo, để phía trước mọi người đi tới cái nhà. Này ngã tư, nhưng mà mọi người thấy cái địa chỉ là L32A đi cư xá Vĩnh Hội, bến Dân Đồn, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh là sẽ thấy được cái gánh phá lấu của cô Mèo. Thôi cực khổ mà ngoài 50 là mà tự bán tự dọn luôn, không ai phụ hết. Rồi tới tối cô dọn về có ai phụ cô không cô? Có cái gì làm qua sớm không phụ, có cái gì tự làm luôn. Dạ, tự xử luôn hả? Cái nước này mình nấu nóng như hoài nó sắc lại nó mặn không cô Mèo? Cái này nè, mình nấu nóng như hoài nó có sắc lại mặn không ta? Không, không có nước trong rồi. Nó còn kén như bơ mèo đó, như chị ăn không? Chị ăn cơm bò thì không hả? Chị ăn vừa phá khó qua cà ớt rồi, chị ăn vừa phá lấu luôn, chị dễ thương lắm mọi người. Chị ăn, đây là khách hàng thân thiết của cô Mèo hả cô Mèo? Dạ đúng rồi chị. Ăn mấy chục năm chị ngại. Chị ngại lên camera mấy bạn. Nên thôi mình sẽ hạn chế quay chị ha. Cứ quay vô cái chén phèo là được đã. Dạ. Không tin chúng em ăn thử đi biết liền. Dạ em có gọi rồi. Gọi rồi. Cô ăn thử đi. Cái giá đi biết liền. Cái giá khởi điểm mà mình bán mà cái lúc mình mới dọn ra bán hồi mai mười mấy năm trước đó, giá là bao nhiêu một phần cô? Cái là có 5-10 ngàn. 5-10 ngàn chén. 5-10 ngàn chén là gồm bánh mì luôn rồi hả cô hả? Tại giờ đồ mắc quá. Dạ. Má nó nhiều cái phèo. Giật giá leo thang quá hả? Đồ giờ có 100 ngàn, 100 mấy ngàn, đầu xưa có mấy chục ngàn ký. Dạ. Mấy ngàn ký, mười mấy ngàn ký. Dạ. Lúc mới bán phèo có 10 ngàn, 12 ngàn. À còn giờ tới 100 mấy. Chỗ nào không có bà già. Giờ hả tới 100 mấy ký. Dạ. 80 ký. Trời. Bởi vậy mình phải lên theo không, mình không có gì luôn, không lấy lợi vốn được luôn. Ừ. Trời. Bây giờ mình sẽ vô thưởng thức cái phần phá lấu của cô Mèo vừa lấy cho mình ha. Giờ mình nghĩ chắc cũng hơi nguội xíu rồi. Vô ăn chia sẻ với mấy bạn đợi xíu nha. Rồi, cảm ơn cô Mèo nhiều nha. Dạ. Thành phẩm này mọi người đợi một chút xíu. Hiện tại thì trời vẫn còn mưa luôn nè. Mưa về hoài luôn á. Mà kệ, có phá lấu nóng nóng ăn với bánh mì là cũng hợp lý. Không sao, miễn có đồ ăn lại được. Tâm hồn ăn uống là lúc nào cũng được hết trơn. Không quan tâm mưa gió bão bùng nha mấy bạn. Cả nhà nhớ địa chỉ hồi nãy mình chia sẻ để mà ghé ra ủng hộ quán em phá lấu của cô Mèo ha. Cô bán ở đây hơn 18 năm rồi. Cô bán mình nghĩ chắc cũng chất lượng á, tại vì cô lấy đồ nè, mình mọi người thấy miếng phèo là mọi người thấy tới nơi là mở nè. Còn nguyên luôn và rất là sạch, không có nghe mùi hôi đâu. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Phần này có giá là 25 ngàn, tất cả đồng giá, còn phần đặc biệt hơn thì có giá 30 ngàn là mang về kèm theo bánh mì. Đây là bánh mì tươi mới luôn. Nó chát giòn nóng hổi luôn. Ê, cái tụt. Đó, sao nó tụt rồi. Mời cả nhà ăn chung với mình nha. À quên nữa, cái chén này chắc mọi người nhìn thì chắc cũng biết rồi đúng không? Đây là cái chén nước tắc nè, nước tắc huyền thoại. Chỗ nào bán phá lấu bò cũng có. Một số chỗ thì người ta sẽ chấm với muối tiêu chanh, còn ở đây thì mình chấm với nước tắc. Ok, mời cả nhà nha. Mấy bạn ơi, cả nhà ơi, hiện tại thì trời vẫn còn đang mưa luôn á. Nhưng mà bây giờ mình ăn hết chén phá lấu rồi nè. Cái hình ảnh mà chén phá lấu nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này mà giá 20 mấy ngàn á, thì mình nghĩ là chắc quen thuộc với mấy bạn trẻ ở Sài Gòn lắm nên không có gì lạ hết. Nhưng mà cái gánh của cô Mèo á, bán ra được 18 năm rồi. Và cô bán cái hương vị phá lấu là đặc trưng của riêng cô luôn. Cô bán cái vị vừa ăn và phá lấu không có mềm. Ăn dai dai giòn giòn sực sực. Nhai nó cũng dễ nữa, cho nên là mọi người có thương cô Mèo thì hãy ghé cái địa chỉ hồi nãy mình chia sẻ ở quận 4 á, mà ủng hộ cô Mèo cho cô Mèo mau bán hết và về sớm nha. Cô cũng ngoài 50 rồi, bán trời mưa trời gió rồi cũng cực khổ. Hiện tại trời dần đang mưa rồi, trời Sài Gòn bữa nay nó hơi buồn, mưa gió miết. À, bây giế. Giờ cũng là gần xế chiều, nhưng mà cái nồi này là cái nồi cuối cùng rồi đúng không cô? Như đây nữa là hết rồi ha cô Mèo ha. Mình chia sẻ với chị là một lần nữa, bạn nào ở gần đây, gần quận 4, ngay chỗ đường Bến Dân Đồn, Vĩnh Hội, thì mọi người cứ ghé đây ủng hộ cho cô Mèo, mà mang hết sớm cô Mèo còn về nữa, tìm cô Mèo ở quá xa. Xa lắm cô ha, ngay chỗ bến phà Cát Lái luôn hả cô hả? Qua phà Cát Lái luôn. Trời, rất xa luôn á bạn, mà cô ngoài 50 tuổi rồi, cho nên là mọi người nhớ ghé địa chỉ L32A,
cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hiện tại bây giờ luôn, bạn nào gần ở đây thì cứ ghé ủng hộ cho cô Mèo Mau hết để về nha cô nha các bạn. Đây, phần phá lấu, còn thăng long nữa, nhưng mà cái hương nước cốt dừa bay ra là thơm cả một cái khu này luôn á. Còn bên này là thằng khổ qua cà ớt, thì hiện tại ớt hết rồi, còn có khổ qua với đậu hũ nha. Cái này là đồng giá 2.000 đồng một miếng, còn bên này là 25.000 đồng một phần, phần đặc biệt là giá 30.000 đồng, tất cả đều kèm bánh mì nha mọi người. Cảm ơn cô Mào nha. Dạ, cô Mào nấu phá lấu ngon quá trời. Ngon, ăn dừa lắm cô. Mấy đứa nhỏ ăn, mấy đứa chích lên nó cũng ngon. Dạ, tại vì nó không có mềm nhũn ra giống như người ta hay nấu, người ta hầm lâu quá. Cái nước nó không có bị tanh. Dạ, cái nước không bị tanh nhưng mà nó cũng không có ngán nữa. Có mấy chỗ nấu gắt nước dừa. Dạ. Mà sao mình ở dưới kia mình không tìm địa chỉ cho nó gần, mình đi xa quá cực cô vậy? Dạ. Mình xin kết thúc video ở đây nha. Bây giờ mọi người thích ăn phá lấu mà gần ở chỗ quận 4 thì mình chỉ cái địa chỉ này là mọi người đến ăn là hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mình xin kết thúc video ở đây. Mọi người nhớ bấm ủng hộ subscribe kênh ẩm thực và du lịch để có thể theo dõi những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại mọi người và chào tạm biệt mọi người nha. Con về nha cô ơi. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Trời, cô hiền quá trời.